Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 9 chính thức bước vào năm học mới 2022-2023. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum quyết tâm nâng cao chất lượng, phấn đấu đạt nhiều thành tích trong thực hiện đổi mới chương trình giáo dục. Sáng nay, cùng với học sinh trên cả nước, hơn 166.000 học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2022-2023. Nhờ công tác chuẩn bị kỹ càng, lễ khai giảng tại 361 trường học mầm non phổ thông diễn ra thành công với các nghi thức, nhiều hoạt động bên lề sôi nổi và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ngày khai trường hôm nay thật sự trở thành ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, tạo sự hứng khởi cho năm học mới, nhất là với giáo viên, học sinh, phụ huynh. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại trường Trung học Phổ thông Kon Tum. Tại đây thì buổi lễ khai giảng đang diễn ra rất khí thế, sôi nổi và trang nghiêm. Chào em, cảm xúc của em trong buổi lễ khai giảng hôm nay như thế nào? Dạ, trong năm học mới thì em cảm thấy vô cùng phấn khởi, bởi vì sau 3 tháng nghỉ hè thì em đã được gặp lại bạn bè, thầy cô, cũng như là sau cái 3 tháng nghỉ hè thì tụi em có thay đổi cái nguyện vọng. Và cái sự thay đổi nguyện vọng này giúp cho tụi em khẳng định được cái, nói chung là tìm được nghề nghiệp tương lai của bản thân mình. Việc khai giảng trực tiếp này khiến cho chúng em có thể vui vẻ trò chuyện cùng với nhau. Mặc dù đã là năm 12 cuối cấp, đã trải qua nhiều buổi tự trường khác nhau, nhưng mà năm nay vẫn cảm thấy hồi hộp, vui mừng và cảm thấy không khí tưng bừng khi được gặp lại thầy cô, bạn bè sau một quãng thời gian nghỉ hè. Năm học 2021-2022, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum đã thích ứng linh hoạt trong tổ chức dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay, có 102 xã phường thị trấn và 10 huyện thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Có 185 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm trên 50% tổng số trường. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên 97%. Trong kết quả này, ngoài sự nỗ lực của toàn ngành, còn có sự quan tâm phối hợp của các cấp ngành và người dân. Đối với năm học trước thì em đã hoàn thành được mục tiêu đặt ra cho bản thân mình, và trong năm học này thì em cố gắng học càng ngày càng tốt hơn, tham gia các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn để tích lũy thêm nhiều cơ hội, nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình. Năm học mới bắt đầu với quyết tâm thi đua dạy tốt học tốt, lan tỏa từ trường vùng thuận lợi đến trường vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chủ đề năm học 2022-2023 là đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Bên cạnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho năm học mới, ngành giáo dục tỉnh Kon Tum đã xây dựng phương án chủ động, phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai dịch bệnh, nâng cao chất lượng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và tài liệu giáo dục địa phương. Thực hiện cái nhiệm vụ của năm học về các cái cơ sở vật chất cũng như là các phòng học phục vụ đủ cho 17 lớp, hoặc có 4 phòng bộ môn phục vụ trong các giảng dạy cũng như là đáp ứng nhu cầu yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Về các đội ngũ giáo viên phục vụ cho tiếng Anh cũng như tin học thì hiện nay thì nhà trường cũng đã bố trí đủ giáo viên để thực hiện công tác này. Với tinh thần đó thì chúng tôi cũng quyết tâm hết sức, toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh quyết tâm nỗ lực phấn đấu và sẽ thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023 là một năm học tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông 2018. Cho nên chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng chủ động thực hiện tốt nhất cái nhiệm vụ của năm học. Tỉnh Kon Tum có gần 60% học sinh người dân tộc thiểu số. Hiện nay, địa phương gặp không ít trở ngại khi thiếu hơn 1.100 giáo viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhiều trường, vùng sâu vùng xa chưa đầy đủ. Tuy nhiên, với sự đồng lòng quyết tâm cao, tỉnh phấn đấu đạt kết quả cao trong năm học 2022-2023.